Lại một tuần nữa đã trôi qua và Mai Thuyền rất vui khi hôm nay có cơ hội được trò chuyện với quý vị khán giả của chương trình Phụ Nữ Quyền Năng. Thưa quý vị, phụ nữ vẫn thường được ví là phái đẹp hay là phái yếu. Tuy nhiên, ẩn sau vẻ đẹp đó là một nguồn năng lượng, một sức sống mãnh liệt. Và chương trình Phụ Nữ Quyền Năng là nơi chúng tôi có thể quy tụ, có thể tìm kiếm và giới thiệu đến quý vị khán giả rất là nhiều những người phụ nữ tài sắc ở trong nhiều những cái lĩnh vực khác nhau. Và ngày hôm nay thì Mai Thu Huyền muốn mời quý vị khán giả sẽ cùng làm quen với một gương mặt tuổi trẻ tài cao. Xin được giới thiệu doanh nhân Trần Mỹ Đức. Trần Mỹ Đức, nhà sáng lập kiêm tổng giám đốc Lila Group, thương hiệu mỹ phẩm Onin, nữ doanh nhân trẻ tuổi tài ba, có đam mê cháy bỏng với ngành làm đẹp. Trần Mỹ Đức không ngừng lao động và làm việc bằng tất cả tâm huyết của mình, đi lên từ khó khăn, một mình gây dựng nên cơ ngơi như hiện nay với thương hiệu mỹ phẩm uy tín có hàng ngàn chi nhánh trên toàn quốc. Và minh chứng cho sự thành công đó là những danh hiệu cô đạt được như doanh nhân tiềm năng châu Á tại Hồng Kông 2017, doanh nhân tiêu biểu thời hội nhập 2016. Có lẽ là trước khi chúng ta bắt đầu câu chuyện về công việc của bạn thì Mai Thuyền rất là tò mò về cái tên của bạn, Trần Mỹ Đức. Thường thì cái tên này người ta sẽ hay đặt cho đàn ông hơn là dành cho phụ nữ, đúng không? Vậy thì không biết lý do gì bạn có bao giờ hỏi bố mẹ mình tại sao đặt cho con tên như này không? Một sự chia sẻ thật sự đến với chị, đó chính là em vô cùng yêu thích cái tên này. Nó là một cái tên do ba mẹ đặt và nó cũng chính là một cái niềm hy vọng của ba mẹ dành cho em, đó chính là một người con gái có thể xinh đẹp, không những chỉ xinh đẹp về bề ngoài còn phải đẹp trong tâm hồn, phải là một người có nhân phẩm và tính cách tốt. Thực ra tên của bạn là hơi bị ấn tượng đó, bởi vì là mang tên của hai cường quốc rất là lớn, đó là nước Mỹ và nước Đức, đúng không? Nói thì nghĩ là những cái ấp ủ của cha mẹ mình khi mà đặt tên cho những cái đứa con thì họ sẽ gửi gắm rất là nhiều những cái điều kỳ vọng cho những đứa con của mình. Còn với công việc thì khi mà Đức vừa chia sẻ là hiện nay thì bạn đang làm giám đốc của một công ty và cũng có hai cái thương hiệu mỹ phẩm. Vậy thì người ta vẫn thường nói là có người thì là người chọn việc, có người thì lại là việc chọn người. Vậy thì không biết là với Mỹ Đức thì ai chọn ai ạ? Có lẽ là cả hai cùng chọn nhau á. Thì cũng giống như là bao nhiêu người khác, vào những cái năm đầu đời khi mà bước khỏi gia đình và tự lập bước vào cuộc sống sẽ gặp rất là những khó khăn, những cái vấp ngã. Và chính vì điều đó thì em mong muốn có thể thay đổi được bản thân mình, đặc biệt là thay đổi ngoại hình để mình có thể trở nên xinh đẹp hơn, có thể tự tin hơn. Cộng thêm á, là em được sinh ra trong một cái gia đình truyền thống là làm kinh doanh. Và chính vì điều đó thì từ ngày rất là nhỏ thì em đã có cái sự thích thú, có cái niềm đam mê đối với công việc, đối với kinh doanh. Và em đã kết hợp cái đam mê này kết cùng với cái nhu cầu làm đẹp của bản thân để lựa chọn cái công việc kinh doanh mỹ phẩm như hiện tại em đang theo đuổi. Bạn nói gia đình của bạn có truyền thống kinh doanh, vậy thì gia đình bạn kinh doanh về những lĩnh vực gì ạ? Gia đình em thu mua trái cây từ những cái nhà vườn ở các khu vực xa và mang về bỏ lại các chợ đầu mối như là ở Sài Gòn chẳng hạn. Cụ thể là quê của Đức là ở đâu nhỉ? Em được sinh ra và lớn lên tại Long Thành, Đồng Nai ạ. Thế thì từ khi nào mà bạn quyết định là rời khỏi vòng tay của bố mẹ để đi lên Sài Gòn lập nghiệp vậy? Em rời khỏi gia đình từ rất là sớm. Khi mà bắt đầu vào đại học thì em đã bước ra khỏi gia đình để bước vào cuộc sống. Đó là những cái chặng đường đầu đời để mà mình có thể thử thách bản thân mình nhiều hơn, vượt qua những cái khó khăn, vượt qua những cái thử thách. Và đó cũng chính là những cái năm tháng thăng trầm để mà có thể tạo nên một cái con người như hiện tại ạ. Nhìn bạn rất là trẻ nhưng mà cũng đã trải qua những cái thăng trầm rồi. Vậy thì cụ thể những cái thăng trầm đó là gì và bạn đã vượt qua nó như thế nào? Khi mà bước vào cuộc sống thì em là một cái người rất là dễ đặt tình cảm vào ai đó, rất là dễ trao niềm tin vào một ai đó. Và em đã từng bị lừa gạt, em đã từng mất một cái số tiền rất là lớn. Và cái số tiền này là em chỉ là tình nghĩa và em mượn, em đứng ra để mà bảo lãnh cho một người khác. Và cuối cùng thì người đó biến mất và em phải chịu toàn bộ cái số nợ đó. Em nhớ là ở cái giai đoạn khoảng 17-18 tuổi, khi mà em mới vừa tốt nghiệp lớp 12 thôi, em đã phải đứng ra để chịu cái số nợ đó là khoảng, em nhớ thời điểm đó là khoảng 400 triệu ạ. Trời ơi, vậy hả? Một con số nó vô cùng lớn. Với một cô bé mà vừa mới học xong cấp 3 mà cái số tiền đó thì rất là kinh khủng. Vậy thì lúc đấy thì Đức phải làm những cái công việc gì
để có thể trang trải được nợ nần? Thật sự thì em làm qua rất là nhiều những cái công việc, nhưng mà hầu hết tất cả đều là kinh doanh. Em có cái niềm đam mê từ nhỏ, cho nên là không thể mở một cái shop, một cái showroom như những cái bạn trẻ khác. Em bán trên các vỉa hè của lề đường và trường học. Tức là bên cạnh cái việc đi học hay là lúc ấy mình đã tốt nghiệp học em rồi vẫn, mình đi em bán. Vẫn đi học, buổi chiều thì bán ở bên các lề đường của các trường học khi mà học sinh ra về. Lúc đó thì bạn cảm thấy cái ngày tháng, những ngày tháng đó như thế nào? Vì 3 năm cũng là một cái chặng đường rất là dài đấy ạ. Người ta thường nói là làm một cái việc gì đó khó khăn gặp phải nó đã là một cái điều gì đó rất là nghiệt ngã trong cuộc sống rồi. Nhưng mà ở đây là em còn phải kinh doanh và phải để trả nợ, chứ không phải là vì một cái mục tiêu tương lai nào cả. Thì chắc chắn một điều rằng là nó còn khó khăn hơn gấp bội người khác rất là nhiều. Chính vì trải qua cái giai đoạn đó, chính vì từng bị lừa gạt, cho nên là em là một cái con người hay đề phòng đối với người khác. Em thường hay bị cách ly đối với một đám đông, bởi vì em sợ lại một lần nữa phải rơi vào những cái vấn đề như vậy ạ. Từng phải chịu cảnh nợ nần, buôn bán vỉa hè để trang trải cuộc sống, trải qua nhiều khó khăn vấp ngã, nữ doanh nhân Trần Mỹ Đức luôn ghi nhớ và thấm thía những bài học mà cuộc đời dạy cho mình. Để giờ đây, cô trở thành một người phụ nữ tự tin, quyến rũ, cũng như cực kỳ mạnh mẽ, không ngại ngần trước những chông gai mà con đường phía trước có thể còn đang chờ đợi. Như vậy mới thấy được sức sống tiềm tàng trong mỗi người phụ nữ là vô tận. Mà chính Trần Mỹ Đức cũng đã từng nói, trên đời này chỉ có những việc không dám nghĩ, không dám làm, chứ không có việc gì là không thể làm được. Bởi không có giới hạn nào cho bất cứ ai, nhất là phụ nữ. Nếu như mà em không nói ra thì cũng không nghĩ là một cô gái nhìn rất là mỏng manh, rất là xinh đẹp, chị tưởng em là giống như là rất là sung sướng, chứ không hề nghĩ là đã phải từng trải qua những cái công việc. Bởi vì khi mà bán những cái đồ ở ngoài lề đường, mình cũng sẽ có thể gặp rất là nhiều những khó khăn, đúng không? Trong suốt khoảng thời gian mà em buôn bán ở ngoài các vỉa hè, các quản lý thị trường họ sẽ không có cho mình bán ở đó, rồi công an giao thông cũng sẽ đi dẹp lề đường. Và đặc biệt em nhớ một cái kỷ niệm rất là lớn nữa, đó là cái đợt đó, cái lúc thời điểm đó là em đang kinh doanh quán trà sữa và cũng là lề đường, và có một cái nhóm học sinh vào và còn nhỏ thôi, các bạn học khoảng lớp 7, lớp 8 thì các bạn tổ chức sinh nhật, có một cái chòi ở bên ngoài và các bạn ngồi ở trong đó để các bạn tổ chức sinh nhật. Và em nhớ thì trời đổ mưa rất là lớn và em cùng với hai người bạn nữa phải căng cái bạt lên chống chọi mưa đang tạt từ bên ngoài vào để mà che cho cái nhóm học sinh đó. Nếu là một cái buổi đi uống trà sữa bình thường thì có lẽ là em sẽ cho các bạn về, nhưng mà đây là một cái buổi tổ chức sinh nhật và ở trong người ta đang thắp nến và ở ngoài thì mưa đang tạt vào trong người như vậy. Em nhớ là em để cho cái xe trà sữa bên ngoài bay hết luôn, chỉ để giữ cho cái khu đó không bị ướt. Thế các bạn ý, lúc đó thì cái người mà chủ nhân của bữa tiệc đó, các bạn phải rất là cảm ơn em. Dạ, đúng không? Đấy là những cái kỷ niệm gian khó. Khi mà nhớ lại chúng ta cũng cảm thấy là ồ, tại sao mình lại có thể vượt qua được cái khoảng thời gian như vậy. Nó là cũng có thể là những cái kỷ niệm, những cái ký ức đẹp để chúng ta có thể trưởng thành hơn. Từ một cô gái đang phải bán hàng rất nhiều loại ở vỉa hè mà trở thành một nữ doanh nhân trẻ trung, xinh đẹp và thành công như ngày hôm nay. Một cái chặng đường đó mất bao nhiêu năm của em, và em đã xây dựng cái nền móng đầu tiên như thế nào? Như chia sẻ với chị thì em đã bước ra khỏi gia đình và lập nghiệp từ khoảng hơn 10 năm. Và thời điểm đó cũng khi mà em vừa bươn chải với cuộc sống bằng những cái công việc khác nhau, thì thời điểm đó em cũng đã bắt đầu kinh doanh mỹ phẩm. Tức là đến thời điểm hiện tại thì em đã kinh doanh mỹ phẩm được hơn 10 năm. Cột mốc lớn nhất là kể từ năm 2016 là em chính thức thành lập công ty riêng của mình, thương hiệu riêng của mình. Và đây chính là Layla Group hiện tại ạ. Thì trong 6 năm đầu tiên, cái thời điểm đó thì em hợp tác với các công ty phân phối khác để mà làm nhà phân phối đại diện khu vực cho họ, để có thể tích góp cho mình những cái kinh nghiệm, những cái vốn sống để mà mình có thể thành lập công ty và có thể điều hành công ty một cách tốt nhất. Bây giờ khi mà đã trở thành một doanh nhân rồi thì em cũng sẽ phải đứng đầu, đứng mũi chịu sào và chịu trách nhiệm với rất là nhiều những cái đội ngũ của mình. Khó khăn áp lực bây giờ chắc chắn nó sẽ khác những cái khó khăn áp lực ngày xưa, đúng không? Cái vấn đề lớn nhất mà em phải đối mặt hiện nay là gì? Một trong những cái khó khăn đầu tiên khi mà bước vào thành lập công ty thì chắc chắn em đang kinh doanh mỹ phẩm, và đây là một cái sản phẩm sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sắc đẹp, đến sức khỏe của phái đẹp. Thì những cái khó khăn đầu tiên đương nhiên sẽ là việc lựa chọn những công ty sản xuất, lựa chọn những cái đối tác cung ứng nguồn nguyên liệu, làm sao nó phải uy tín nhất, nó phải chuyên nghiệp nhất, nó phải phù hợp được cái nhu cầu mà khách hàng hiện tại đang cần thiết. Thêm một số những cái khó khăn mà em đã từng gặp phải cũng như là đang gặp phải, đó chính là trong cuộc sống của mình, trong cái công việc của mình á, thì thi thoảng mình sẽ gặp một ai đó, thậm chí là nhiều những ai đó
mà mình đặt niềm tin vào họ, đặt cái sự kỳ vọng vào họ, họ sẽ làm cho mình choáng váng. Một ngày nào đó họ sẽ làm cho mình choáng váng. Thậm chí em đã từng cảm thấy mất niềm tin vào cuộc sống một lần nữa. Rồi thì em cũng phải vượt qua, bởi vì trên vai của mình không còn là sự nghiệp của một mình, mà mình còn mang sứ mệnh của hàng ngàn con người khác nữa. Bạn mới sinh năm 90, tức là năm nay bạn mới có 29 tuổi. Cái tuổi thực ra còn rất là trẻ trung, đã phải gánh trên mình một cái trọng trách, một trên vai rất là nhiều những cái công việc, cũng như là phải có trách nhiệm với cái đội ngũ của mình. Bạn có thấy bạn khi nào bạn cảm thấy mình thiệt thòi không? Bởi vì đôi khi những người phụ nữ chúng ta được quyền có thể làm những công việc rất là nhẹ nhàng, không phải là quá vất vả. Vậy thì tại sao bạn chọn cái con đường này? Chắc chắn là rất nhiều gian nan. Em thật sự cho rằng là bản thân em không phải là một người phụ nữ an phận, không thể là một người phụ nữ chờ chồng về, mang tiền lương về để lo cho gia đình, lo cho con cái. Em không phải kiểu phụ nữ như vậy. Em luôn luôn quan điểm rằng những gì mình bỏ ra, những gì mình nỗ lực để có được thì chắc chắn mình sẽ thu về một cái kết quả tốt nhất có thể. Cho nên là em cảm thấy mình không thiệt thòi, mà ngược lại em cảm thấy mình hạnh phúc đối với chính những cái đam mê mà mình đang theo đuổi ạ. Làm việc bằng một cái đầu lạnh nhưng sống với một trái tim ấm. Đây là điều mà doanh nhân Trần Mỹ Đức luôn tâm niệm. Tự thừa nhận bản thân rất khó để có thể tin tưởng một ai đó, vì trong quá khứ, lòng tin của cô đã bị lợi dụng. Tuy nhiên, một khi đã yêu thì sự thủy chung là điều khiến người phụ nữ này luôn đặt lên hàng đầu. Rõ ràng nhất chính là cuộc tình kéo dài gần 10 năm của cô cùng người đàn ông của đời mình. Hiện tại, tình yêu của họ chỉ còn đợi ngày về cùng một nhà. Và có lẽ cũng chính nhờ sự ủng hộ, thấu hiểu và chia sẻ của một nửa kia mà nữ doanh nhân Trần Mỹ Đức lại có thêm nhiều động lực để phấn đấu trên chặng đường đã đi qua cũng như tương lai phía trước. Người ta cũng có một cái quan niệm mà cho rằng với những cái người mà phụ nữ thông minh, xinh đẹp, sắc sảo và rất là giỏi nhá, rất là quyền năng ấy, thì đôi khi họ sẽ rất là khó chọn được một cái người đàn ông cho mình. Bởi vì những người đàn ông ấy họ sẽ sợ những người phụ nữ giỏi quá, giỏi hơn họ. Bởi vì đàn ông thì họ thích đi chinh phục mà, họ thích tìm một cái người phụ nữ nào để họ có thể che chở, bao bọc. Còn đôi khi với những cái người phụ nữ quá tài năng đi thì họ lại cảm thấy họ bị lép vế. Em có bao giờ bị rơi vào cái trường hợp như vậy không? Thật sự chia sẻ với chị luôn là em không cảm thấy là đàn ông họ sẽ sợ em. Bởi vì một cái điều điển hình là em đã có một người đàn ông bên đời của mình, và anh ấy đã đi suốt chặng đường với em hơn 10 năm. Và cho đến thời điểm hiện tại thì anh ấy vẫn đang đồng hành cùng với em, ủng hộ và chia sẻ. Tức là không bao giờ anh ấy bắt em phải đứng giữa hai sự lựa chọn là tình yêu hay là sự nghiệp, đúng không? Vâng ạ, đúng rồi. Thế là thật là tuyệt vời. 10 năm mà chặng đường dài, có đã định nghĩ đến là hai người sẽ về cùng một nhà chưa? Em vẫn đang trong cái giai đoạn là thăng hoa nhất trong sự nghiệp, cho nên là em vẫn chưa nghĩ đến cái việc tiến tới hôn nhân. Nhưng mà nếu có thể và cần thiết thì theo như sự mong muốn của gia đình hai bên thì trong một thời gian sắp tới thì em sẽ sắp xếp cho cái việc này. Thế thì như lúc nãy em vừa nói, em sẽ không phải là một cái người phụ nữ mà sẽ có thể ở nhà chờ chồng, có thể là chăm lo trong gia đình mình một cách chu đáo, bởi vì em còn có một cái sự nghiệp. Bởi vì chị thấy em là một cái người cũng khá là tham vọng. Đây là lúc mà mình đang thăng hoa trong sự nghiệp thì mình vậy thôi. Nhưng em có nghĩ là sau này khi mà em trở thành một người phụ nữ của gia đình, một người vợ, người mẹ, thì lúc đấy em cũng vẫn phải làm tròn thiên chức của mình nữa chứ, đúng không? Em phải cân bằng như thế nào? Em giả tưởng đi là mình sẽ cân bằng với gia đình và sự nghiệp như thế nào? Thật sự thì chia sẻ với chị là em sinh ra trong một cái gia đình nghèo, cho nên là từ nhỏ thì ba mẹ cũng phải bươn chải ngoài cuộc sống, cũng phải lao mình ra cuộc sống và không dành nhiều thời gian cho con cái. Nhưng mà em vẫn lớn lên, vẫn trưởng thành và vẫn cảm nhận được cái tình yêu thương lớn lao mà gia đình dành cho mình. Chắc chắn em sẽ mang cái điều này đến với gia đình của em, gia đình nhỏ của em và con cái của em sau này. Em cũng sẽ nuôi dạy con cái của em sống một cái, có những cái tính cách tự lập, cũng như là sẽ mang đến cái tình yêu thương của bản thân mình đến với những đứa con của mình theo cách riêng của mình. Rất là thú vị khi mà trò chuyện với cả Mỹ Đức ngày hôm nay. Và Mai Thuyền sẽ còn tiếp tục gặp bạn trong căn phòng thứ 3. Còn bây giờ thì xin mời bạn sẽ cùng bước sang căn phòng thứ 2, phòng Thanh Hỏi, để cùng gặp gỡ với Peter Hỏi nhé. Xin được chào mừng Mỹ Đức đã đến với căn phòng của tôi. Tôi là Mr. Hỏi. Xin chào Mr. Hỏi.
Bạn đã sẵn sàng với những câu hỏi của tôi chưa? Tôi đã sẵn sàng. Mỹ Đức này, tôi thấy bạn là một người phụ nữ thành công rất là sớm. Mà thường thì tôi thấy rằng là những người phụ nữ kinh doanh, những người phụ nữ thành công sớm như vậy thì họ thường sẽ có một cái đầu rất là lạnh. Thì bạn có sợ rằng là mình sẽ mang một cái đầu lạnh này và nó sẽ trở nên lạnh lẽo trong tình yêu của bạn hay không? Tính cho đến thời điểm hiện tại thì tôi đã có một cái tình yêu vô cùng đẹp suốt 10 năm vừa qua, trong suốt cả cái hành trình khởi nghiệp và xây dựng sự nghiệp của mình. Và cho đến thời điểm hiện tại thì tình yêu này nó vẫn đang cùng tôi vượt qua những cái thăng trầm trong cuộc sống, những cái khó khăn trong cuộc sống. Cho nên tôi tin rằng tôi là một người phụ nữ hiện đại, tôi có thể cân bằng giữa tình yêu và sự nghiệp. Trong sự nghiệp tôi sẽ sở hữu một cái đầu lạnh, nhưng chắc chắn tôi sẽ sở hữu một trái tim ấm trong tình yêu của mình. Bạn và người yêu của bạn đã quen nhau hơn 10 năm. Như vậy đến nay thì hai người vẫn chưa tính đến chuyện kết hôn. Bạn có thấy rằng là sự nghiệp của mình đang phát triển nhưng mà nó ảnh hưởng trực tiếp tới tình yêu? Bởi vì tôi thấy là có những người 3 năm, 5 năm thì họ đã rất là nôn nao, nghĩ đến chuyện là về chung một nhà rồi. Tôi cho rằng thời gian không hề là thước đo để quyết định được cái sự mặn nồng hay quyết định được một cái tình yêu to lớn như thế nào. Anh ấy vẫn đang ở bên cạnh tôi từng ngày từng giờ, ủng hộ những cái khát khao trong sự nghiệp của tôi. Và tôi cho rằng hai chúng tôi đang cùng đồng điệu với nhau trong cái việc xây dựng sự nghiệp cho cả hai. Chính vì điều này cho đến giai đoạn hiện tại thì tôi và anh ấy vẫn chưa tiến đến hôn nhân. Nhưng điều này không có nghĩa rằng sự nghiệp đang ảnh hưởng trực tiếp đến tình yêu của chúng tôi. Người ta nói rằng là yêu nhau lâu á thì họ sẽ rất là thân thuộc, quen thuộc với nhau và hiểu nhau quá rồi mà không cưới nhau. Thì khi mà hai người về chung một nhà thì họ sẽ cảm thấy rất là chán nản bởi vì họ không có sự mới mẻ nào nữa. Bạn nghĩ sao về quan điểm này? Một cái câu nói rất là hay mà ngày hôm qua đây tôi mới vừa gặp với một cái cô gái, một cái người em đã từng rất là lâu rồi mới gặp lại. Thì cô ấy vừa mới nói với tôi là bây giờ thì em mới hiểu vì sao chị và anh lại có thể yêu nhau lâu đến như thế. Bởi vì một người đàn ông có thể vui tính, một người đàn ông có thể luôn luôn mang đến những cái sự mới mẻ trong cái cách ăn nói, cái cách hành xử. Chính vì điều đó thì tôi tin rằng dù cho những năm tháng về sau này, khi mà đã thực sự bước vào hôn nhân thì anh ấy chắc chắn vẫn giữ được cái tính cách này để tình yêu của chúng tôi luôn luôn có thể ấm và nóng như những ngày ban đầu. Tôi đã chứng kiến rất là nhiều gia đình họ ly tán bởi vì người vợ chỉ tập trung cho công việc và những đứa con lại trách mẹ mình là chỉ biết đưa tiền và đưa tiền. Trong khi đó thì những đứa con nó cần hơi ấm của mẹ, sự quan tâm của mẹ, cần những bữa cơm hoặc là những câu chuyện chia sẻ với người chồng. Đó là những gì mà tôi đang thấy thực tế. Khi bước vào cuộc sống hôn nhân, tôi chắc chắn có thể cân bằng giữa tình yêu, giữa hôn nhân và sự nghiệp. Tôi sẽ có thể nuôi dạy và yêu thương con cái theo cách riêng của mình, dành thời gian cho gia đình một cách trọn vẹn nhất có thể. Chính vì điều đó thì tôi cho rằng công việc chắc chắn sẽ không ảnh hưởng đến gia đình mình. Tôi có một ví dụ dành cho bạn là ngày sinh nhật của chồng bạn và cả nhà đã có một cuộc hẹn là một bữa cơm thật là ấm áp buổi chiều, nhưng lại có một sự việc xảy ra đột xuất cần phải giải quyết gấp bằng một cuộc họp tại công ty. Thì liệu bạn cân bằng hai việc đó như thế nào? Có một câu nói rất là hay, đó chính là thành công không thể sinh ra được hạnh phúc, mà từ hạnh phúc sẽ tạo nên thành công. Chính vì điều đó trong trường hợp này tôi sẽ bằng mọi cách để giữ vững được cái tình yêu này của chúng tôi. Công việc có thể gác lại, công việc có thể được nuôi lớn từ chính những cái hạnh phúc, chính những cái tình yêu mà chúng tôi đang nuôi dưỡng cùng với nhau. Trong trường hợp đó, cuộc họp này nếu mà bạn không có mặt thì công ty bạn ngày mai có thể nó sẽ đứng bên bờ vực phá sản. Thì bạn sẽ lựa chọn hạnh phúc hay bạn lựa chọn cho sinh mạng của công ty? Chắc chắn trong cái trường hợp này anh ấy sẽ cùng với tôi nắm tay nhau để đến cuộc họp của công ty. Chắc chắn anh ấy sẽ không để tôi phải lựa chọn bất kỳ điều gì, vì anh ấy hiểu rằng tình yêu của chúng tôi được nuôi lớn lên từ sự thông cảm, thấu hiểu và chia sẻ với nhau. Tôi nghĩ rằng là lúc đó thì nếu mà người chồng bạn lại có một suy nghĩ khác là bạn đã quá tham việc đến nỗi rằng là bạn không hy sinh được một buổi dành cho cái ngày quan trọng nhất của anh ấy trong mỗi năm thì thế nào? Người đàn ông do tôi lựa chọn chắc chắn sẽ không ích kỷ đến như vậy. Tôi chúc mừng bạn bởi vì bạn đã có một người đàn ông vô cùng thấu hiểu và vô cùng thương yêu vợ của mình. Và tôi hy vọng rằng là trong tương lai bạn cũng sẽ đáp lại những tình cảm đó bằng việc là bạn sẽ trở thành một người vợ biết cân bằng cuộc sống và mang lại hơi ấm thật là hạnh phúc cho gia đình của mình. Xin được cảm ơn bạn Mỹ Đức rất nhiều và mời bạn cùng bước sang căn phòng tiếp theo. Cảm ơn Mr. Hội.
Trong căn phòng Thanh Hỏi thì Mai Thu Huyền đặc biệt ấn tượng với câu nói của Mỹ Đức, đó là thành công thì không tạo ra hạnh phúc nhưng hạnh phúc thì sẽ tạo ra thành công. Và điều đó thì chúng ta càng chiêm nghiệm trong cuộc sống chúng ta mới thấy điều đó là càng chính xác, đúng không ạ? Không biết là bạn cảm thấy như thế nào với những câu hỏi mà Mr. Hỏi đã đặt ra cho bạn? Đây là những cái câu hỏi rất là xéo sắc, những cái câu hỏi mà muốn em nhanh chóng kết hôn đi á. Chị nghĩ là để một cái quãng thời gian mà 10 năm chắc chắn là những người đàn ông của em, chị nghĩ cũng sốt ruột lắm đấy. Chiều em ấy thôi nhưng mà rất là sốt ruột đấy. Vậy thì bây giờ mình hãy thử nghĩ về một cái đám cưới trong mơ của em đi, nó sẽ như thế nào? Thực sự thì em lại yêu thích, lại mong muốn mình sẽ có một cái ngày hôn lễ, một cái hôn lễ thật là nhỏ, vừa nhỏ, nơi đó sẽ có những cái người thân của mình, những người bạn thân thiết của mình, và quan trọng là cái không gian ấm cúng và lung linh là đủ ạ. Không cần phải hoành tráng, không cần phải quá là to lớn. Nhưng bây giờ người ta đang có xu hướng là đi ra biển này, hay là đi vào rừng này, để cái đám cưới nó trở nên đặc biệt hơn, đúng không? Nếu như mà sau này sinh con thì Mỹ Đức muốn sinh mấy đứa con? Em muốn sinh hai ạ, một trai và một gái. Đúng tiêu chuẩn đúng không? Còn bây giờ thì chúng ta thay đổi không khí một chút. Mai Thuyền có một số những câu hỏi nhanh dành cho bạn và hy vọng là bạn hãy trả lời thật nhanh và đừng suy nghĩ nhiều quá nha. Đó là những câu hỏi rất là vui thôi. Bạn hãy kể tên ba thứ không thể thiếu khi đi ra đường. Son môi, đàn ông và giày dép. Son môi, ok. Giày dép, ok. Mà tại sao lại là đàn ông mà không thể thiếu khi ra đường? Một cái sự chia sẻ với chị là em không biết chạy xe ạ. Tới lúc nào phải có người chở mình đi. Và cái người đàn ông đó là... Dạ đúng rồi. Là đúng, anh ý. Chính là anh ấy thậm chí là không muốn em tự lái xe, bởi vì mắt của em rất là kém, cho nên là anh ấy sẽ sẵn sàng đưa đi khắp mọi nơi, chứ kiên quyết là không cho em cắt mắt để mà chạy xe. Người đàn ông đó ngày hôm nay có ở đây không? Vâng, không ạ. Thế thì Mai Tuy Huyền thấy là từ đầu đến giờ qua cả ba căn phòng, bạn đều luôn luôn nhắc đến người đàn ông của mình. Và Mai Tuy Huyền chưa được nhìn mặt người đàn ông của bạn, nhưng cảm thấy rất là tò mò và rất là ngưỡng mộ. Bởi vì bạn đã có một người đàn ông rất là tuyệt vời, vừa biết chia sẻ, quan tâm đến công việc của bạn, và lại rất là nâng niu cái người phụ nữ của mình nữa. Quyết định là không cho... phẫu thuật, đúng không? Không cho làm mổ laser để có thể mắt tinh hơn, để là vì anh ấy có cớ để anh ấy đi cạnh bạn ấy. Mà Mai Thu Huyền thì đoán là cái cớ của anh ấy đó là anh ấy không muốn bạn sẽ bị sự dòm ngó của những người đàn ông khác. Có phải vậy không ạ? Thế thì có khi nào bạn cảm thấy bức bối bởi vì một người mà yêu mình quá, nhưng đôi khi đấy cũng là họ, cách họ ghen ấy, họ ghen khéo léo nhưng thực ra là họ muốn sở hữu mình đấy, thì bạn có cảm thấy bị ngột ngạt vì điều đấy không? Anh ấy không tạo ra cái sự ngột ngạt đó, bởi vì nếu như em muốn tham gia những cái cuộc vui nào đó với những người bạn khác, em vẫn có thể đi, em có thể tham gia thoải mái, không cần phải có mặt anh ấy cũng được. Và thêm nữa là khi mà anh ấy đưa em đi đâu thì sẽ không bao giờ có sự cằn nhằn khi mà phải chờ đợi, chẳng hạn như shopping chẳng hạn, thì anh ấy có thể ngồi ngoài xe, thậm chí là vào bên trong cùng với em rất là lâu, đúng không ạ? Xách đồ. Vâng ạ. Bạn quá may mắn rồi, thì Mai Thùy nghĩ là chắc không có một người đàn ông nào hơn người này đâu. Bây giờ tiếp theo câu thứ hai, kể ra ba tật xấu của bản thân. Khó khăn, đề phòng và nóng tính. Đề phòng. Ồ, tại sao bạn lại đề phòng? Như em đã chia sẻ với chị thì em đã từng bị lừa dối, cho nên là em rất là sợ, Đề phòng trước một cái mối quan hệ nào đó, đúng không ạ? Đức người ta gọi là con chim sợ cành cong. Và ok, bây giờ đến câu thứ ba. Nếu thay đổi một bộ phận trên cơ thể của bạn thì đó là? Em nghĩ rằng là em sẽ không thay đổi cái bộ phận nào trên cơ thể của mình. Bởi vì ba mẹ em không muốn điều đó, và cộng thêm nữa là em rất là sợ đau. Nhưng mà bạn đang làm trong một cái lĩnh vực thẩm mỹ, mà bây giờ rõ ràng thẩm mỹ rất là phát triển, thì cũng có thể là chúng ta có thể là thích có mắt to hơn, có mũi cao hơn, có cái khuôn miệng xinh hơn. Thì nó ngạc nhiên, bởi vì thường những người làm trong lĩnh vực thẩm mỹ thì họ lại rất là muốn thay đổi dung mạo của mình để ngày càng đẹp hơn. Tại sao bạn lại nói không với điều đó? Em cho rằng thì vẻ bề ngoài của em chưa đủ để gọi là đẹp, nhưng mà em tự tin vì những gì mà gia đình đã cho em, ba mẹ đã cho em và những gì mà em đang có, cho nên cho đến thời điểm hiện tại thì em không có cái sự mong muốn nào về thay đổi nhan sắc ạ. Rồi bây giờ câu hỏi cuối cùng nha, lần gần đây nhất mà bạn khóc là khi nào? Chắc là cách đây một năm à. Tại sao lần đó bạn lại khóc? Khóc vì tức giận.
Bạn có thể chia sẻ cụ thể hơn không? Em là một cái người được mọi người đánh giá là khá là khô khan. Thực sự thì bên trong con người em không phải là người như vậy. Như em đã vừa chia sẻ với chị Mai Thu Huyền, đó là em là một người đã từng phải rơi vào cái vấn đề là bị người khác lừa dối, cho nên em khá là đề phòng với tất cả mọi thứ bên xung quanh. Chính vì cái điều đó cho nên là cái mối quan hệ của em nó sẽ bị hạn hẹp, những cái mối quan hệ thâm tình bên ngoài nó sẽ bị hạn hẹp, và điều đó thì nó gây ra rất là nhiều những cái cản trở trong chính cuộc sống của em. Và đó cũng là cái nguyên nhân chính mà em không tiện nhắc ra ở đây, mà cho một cái lần mà khóc gần nhất đây của em. Nhưng mà khi mà bạn khóc thì ai là người lau nước mắt cho bạn? Rất là buồn phải chia sẻ là lần này người mà lau nước mắt cho em không phải là anh ấy, mà là một cô em gái của em. Tức là đấy cũng là một cái người bạn ở bên cạnh mình trong những cái lúc khó khăn, đúng không? Quan trọng nhất là những lúc khó khăn chúng ta có một người để giải bày chia sẻ. Đôi khi cái khó khăn đấy chỉ một mình chúng ta trải qua được thôi, chỉ một mình chúng ta giải quyết được thôi, chứ người khác cũng không làm được. Nhưng có cái sự chia sẻ, có cái sự động viên, có cái sự khích lệ thì chúng ta cũng sẽ cảm thấy ấm lòng hơn, đúng không? Nếu như mà bây giờ, có lẽ là bây giờ anh ấy đã nhắc đến quá nhiều rồi, và bây giờ Mai Thuyền nghĩ là sẽ loại anh ấy ra cái lần này. Tức là nếu như bây giờ bạn phải gửi một cái lời xin lỗi đến một người nào đó thì bạn sẽ nói xin lỗi ai? Đến thời điểm hiện tại để mà nói lời một cái lời xin lỗi đối với một ai đó thì chắc chắn là em sẽ dành lời xin lỗi đó cho ba mẹ của em. Bởi vì có thể là vì cái công việc của mình thì đôi khi em sẽ thiếu một cái chút quan tâm nào đó, một cái sự yêu thương, một cái sự thể hiện nào đó dành cho ba mẹ với mình. Cho nên là nhân cái cơ hội này, trong cái chương trình này thì con cũng muốn gửi lời xin lỗi đến ba mẹ vào những cái lúc mà con đã làm cho gia đình mình buồn ạ. Mai Thuyền hy vọng là khi mà chương trình này phát sóng, ba mẹ của bạn cũng sẽ theo dõi để có thể nghe được những lời xin lỗi của bạn. Và chắc chắn là ba mẹ cũng sẽ rất là tự hào khi có một người con gái vừa xinh đẹp vừa bản lĩnh. Và theo thông lệ của chương trình Phụ Nữ Quyền Năng thì mỗi một nhân vật khi đến tham gia chương trình đều luôn lưu lại những cái dòng chữ của mình trong cái cuốn nhật ký Phụ Nữ Quyền Năng, để nói lên những cái ước mơ, những cái hoài bão, những cái điều mà mong muốn thực hiện trong tương lai. Và bây giờ thì Mai Thu Huyền muốn mời Mỹ Đức sẽ cùng viết vào cuốn nhật ký Phụ Nữ Quyền Năng nha. Vâng ạ. Rồi mời Mỹ Đức viết vào đây. Cảm ơn Trần Mỹ Đức rất là nhiều, và đúng thực sự là bạn xứng đáng được nhận tất cả những cái điều tốt đẹp đó. Mai Thu Huyền cũng chúc cho Mỹ Đức sẽ thành công trong sự nghiệp, và đặc biệt sẽ có một cuộc sống hôn nhân thật là hạnh phúc trong tương lai, đúng không ạ? Và một lần nữa thì cảm ơn Mỹ Đức đã đến tham dự với chương trình Phụ Nữ Quyền Năng, và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong đêm gala tôn vinh Phụ Nữ Quyền Năng mùa 3. Và Mai Thu Huyền nghĩ bạn sẽ là một trong những ứng cử viên rất là nặng ký cho đề cử Tuổi Trẻ Tài Cao đấy ạ. Và một lần nữa thì Mai Thu Huyền cũng cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi, ủng hộ cho chương trình Phụ Nữ Quyền Năng. Chúng tôi rất mong sẽ được gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Khán giả theo dõi chương trình tham gia bình chọn nhân vật Phụ Nữ Quyền Năng được yêu thích nhất sẽ có cơ hội nhận được quà tặng, đó là tinh chất nọc ong Hale Mali, sự kết hợp giữa các thành phần thiên nhiên như nọc ong, vitamin C, E cùng vàng 24K giúp tái tạo làn da chuyên sâu, không gây đau đớn, không bong tróc, đến từ thương hiệu Hale Mali. Quý vị khán giả vui lòng truy cập vào fanpage của chương trình theo địa chỉ www.facebook.com/phụ nữ quyền năng VN và bình chọn cho nhân vật mình yêu thích theo cú pháp
BNQN khoảng cách, mã số nhân vật, khoảng cách, số người bình chọn giống bạn. Chúc các bạn may mắn. Trong tập tiếp theo của chương trình Phụ nữ quyền năng, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn lắng nghe những chia sẻ của nữ doanh nhân Diệu Loan để hiểu rõ hơn đằng sau sự thành công của một người phụ nữ sẽ trải qua những gì. Người giáo viên mầm non là phải có đa tài. Rồi qua nhiều năm mình làm việc thì mình yêu cái nghề, mình không thể nào mình bỏ được. Mong quý vị và các bạn chú ý đón xem.